Hỏi nhanh đáp nhanh, danh sách Game of the Year 2022 gồm những game nào? 30 giây và hỏi và trả lời. Bắt đầu. 30, 2, 1. Không biết đúng không? Thế thì hãy dính ngay cho mình bộ sưu tập áo mới nhất của chủng cuối với chủ đề Game of the Year 2022. Ở đây chúng tôi có đầy đủ các mẫu áo in hình các tựa game hot nhất trong năm vừa qua như là Elden Ring, Sifu. Đặc biệt là từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 thì với mỗi đơn hàng bất kỳ, bạn sẽ được tặng ngay một chiếc móc khóa xanh điệu và một bức tranh. Không biết là có giá trị nghệ thuật hay không, nhưng mà nó đẹp. Lưu ý là để trải nghiệm mua áo bất phần đeo ví thì bạn vẫn hoàn toàn có thể áp thêm phần mã giảm giá, free ship và hoàn xu trong dịp sale đặc biệt 11 tháng 11 này. Sáng nay không hết mã kêu. Bên cạnh đó thì nếu bạn yêu thích mấy con mô hình mà tôi đang để trên bàn đây thì hãy ghé ngay qua cửa hàng mới deck của chùm cuối mang tên Chùm Figure. Tại đây thì chúng tôi bán đầy đủ các loại mô hình anime với độ tinh xảo không cao lắm, nhưng mà được cái bền và giá thì lại vô cùng sinh viên bách khoa. Cho nên chưa gì nữa mà không sắm ngay cho mình một con mô hình để trang trí phòng làm việc của bản thân. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Trong phần tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các tin tức cực kỳ nổi bật trong tuần vừa qua liên quan đến phim ảnh. Vậy những tin tức đó là gì? Drama của những bộ phim nhà mờ chưa bao giờ lấy hết hot. Black Panther được đánh giá là overrated trên thị trường quốc tế. Netflix tiếp tục chuỗi series đốt tiền bằng việc nhá hàng mùa 2 cho loạt phim The Sandman. Tuy nhiên, hàng loạt dự án của các ông hoàng chiếu phim trực tuyến đang đi vào ngõ cụt. Liệu có phải là Netflix đang gặp khủng hoảng về mặt nội dung không nhỉ? Tiếp đó, Henry Cavill, người từng tuyên bố đóng 7 mùa của The Witcher, nay đã quay gót rút lui khỏi dự án. Chuyện gì đã xảy ra? Hòa chung không khí của mùa lễ hội, phim zombie Việt Nam ra mắt dịp cuối năm đối đầu với những cái tên sừng sỏ từ thị trường quốc tế. Liệu chúng ta sẽ lại có thể thấy thêm một quả bom xịt? Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong số đứng hình điện ảnh số thứ 2 ngày hôm nay. Ok, và không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa, chúng ta hãy đến ngay với phần tin đầu tiên. Đây là một tin cực kỳ vui dành cho fan hâm mộ của loạt phim The Sandman. Đó chính là Netflix vừa xác nhận sẽ kể tiếp câu chuyện của chúa tể cõi mộng Dream trong phần 2. Dự là sẽ được sản xuất trong khoảng thời gian tới. Nếu mà ai chưa biết thì The Sandman là một bộ phim truyền hình chính kịch của Mỹ dựa trên bộ truyện tranh của Neil Gaiman và được sản xuất bởi DC Comics, chiếu trên nền tảng phim trực tuyến Netflix hồi tháng 8 vừa qua. Bộ phim kể về Dream, aka chúa tể của cõi mộng, người cai quản những giấc mơ. Suốt 11 tập phim là hành trình tìm lại những bảo bối bị mất của ngài. Đan xen với đó là bài học về ý nghĩa của sự tồn tại, bản ngã của con người. Còn về thông tin phần 2 thì mới đây trên trang chủ chính thức của The Sandman cũng như trang cá nhân của tác giả bộ truyện tranh gốc là Neil Gaiman đã lên tiếng xác nhận rằng bộ phim sẽ quay trở lại Netflix trong thời gian tới. Nhưng cụ thể là khi nào thì cả hai không nói. Sau khi kết thúc phần 1 với những đánh giá tích cực từ cả nhà phê bình lẫn khán giả trên Rotten Tomatoes, 87% từ giới phê bình và 80% từ phía khán giả, mang đến cho Netflix gần 70 triệu giờ xem trong tuần đầu tiên phát sóng và gấp đôi con số này trong tuần thứ 2. Tưởng chừng như hãng đã chắc cú cho việc sản xuất mùa 2. Tuy nhiên, những thành tích kể trên vẫn chưa là cái gì so với những kinh phí sản xuất lên tới 15 triệu đô một tập ở mùa 1. Xin nhấn mạnh, đó là 15 triệu đô cho một tập. Con số này đủ để ta hiểu rằng Netflix đã đặt niềm tin nhiều như thế nào vào con hàng này. Ai xem rồi thì sẽ thấy rằng chất lượng là một điều không thể bàn cãi. Từ bối cảnh, kỹ xảo, nội dung đều được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng. Cũng là phông xanh nhưng mà ăn đứt đống phim gần đây của nhà mờ. Tuy nhiên, lại thêm một cái tuy nhiên nữa. Đó là mặc dù đây là bộ phim chuyển thể nhưng Netflix đã mất đến 3 năm để thực hiện. Lý do là bởi bộ phim có một kịch bản gốc khá khó để thực hiện và đã thất bại một lần vào năm 1991. Cho nên, dự là người hâm mộ nên muốn thưởng thức cái phần 2 này thì chắc cũng phải đợi hơi lâu đấy. Tiền nào thì của đấy, kinh phí lớn thì đi kèm rủi ro cao. The Sandman mà so với các mặt bằng chung của các bộ phim hiện tại thì ngốn của Netflix cũng khá khá là nhiều lúa đấy. Buộc hãng là phải đặt ra câu hỏi, liệu phần 2 có còn giữ được độ hot như phần 1 để mà hãng mạnh dạn đốt tiền thêm một lần nữa hay không? Cũng đúng thôi, khi mà Netflix còn mải tập trung cho những siêu phẩm mì ăn liền như kiểu 365 Days hay là Emily in the Paris, chưa kể đến mảnh đất màu mỡ mang tên phim Hàn Quốc, vừa dễ làm lại còn nhanh thu hồi vốn. Đã thế còn hợp thị hiếu người xem, chẳng phải lo vấn đề về kịch bản. Chứ dăm ba cái phim triết lý sâu sắc này thì chắc là cũng làm vui một mùa rồi cancel ấy mà. Cũng liên quan đến một bộ phim truyền thể khác của Netflix. Tuy nhiên lại là một tin không được vui cho lắm khi mà Henry Cavill đã rút khỏi dự án của The Witcher, được xây dựng dựa trên cốt truyện của bộ sách cùng tên. The Witcher lấy bối cảnh bên trong một thế giới hư cấu thời Trung Cổ. Bộ phim kể về câu chuyện của những con người mang theo định mệnh gắn liền với nhau. Thợ săn quái vật có tên là Geralt xứ Rivia do Henry Cavill thủ vai, nàng phù thủy Yennefer xứ Ventureburg và công chúa Ciri. Như đã biết, mùa 1 của phim dựa trên một loạt các truyện ngắn xảy ra trước khi bước vào mạch truyện chính thức. Những ai xem rồi thì sẽ có thể thấy một cốt truyện phần 1 có hơi tù mù, chủ yếu là nằm ở một dòng thời gian hơi bị khó hiểu của phim. Cơ mà chính điều này đã tạo nên một sức hút mạnh mẽ với khán giả.
sau khi mùa 1 phát sóng. Mặc dù không được giới phê bình đánh giá cao, vì một phim một phần nào đó đã bị chệch hướng so với nguyên tắc gốc, thứ đã khiến phần 2 của phim dần đi vào ngõ cụt, cộng thêm thái độ lồi lõm, coi thường bộ truyện của nhà sản xuất và biên kịch, khiến cho The Witcher vấp phải hàng loạt những chỉ trích của người hâm mộ. Lời nguyền về những bộ phim chuyển thể từ game vẫn chưa có hồi kết, không ngoài dự đoán của tôi. Sau mùa 2 đầy thất vọng, diễn viên thủ vai nam chính Henry Cavill đã quyết định chia tay The Witcher. Đây là một quyết định đáng buồn ở một thời điểm mà vai diễn Geralt xứ Rivia đã gắn liền với nam diễn viên suốt trong hai mùa phim, thứ mà đã trở thành biểu tượng mỗi khi nhắc đến. Nam diễn viên tiết lộ, lý do để đưa ra quyết định này là bởi vì đã quá chán với cái cách mà biên kịch đang làm với bộ tiểu thuyết gốc và cái hình tượng Geralt mà anh đang đóng vai. Giật lại tuyên bố trước đây của Henry, thì anh đã từng cam kết rằng mình sẽ đóng hết 7 mùa của The Witcher nếu nguyên tắc được tôn trọng. Nhưng điều này tất nhiên đã không xảy ra. Kịch bản chuyển thể được chắp bút bởi một người không thích và không biết gì về The Witcher. Biến nó thành cơn ác mộng của các game thủ và những người hâm mộ bộ tiểu thuyết fantastic này. Henry sẵn sàng nói không với bộ phim và nhường Geralt xứ Rivia cho Liam Hemsworth, em trai của thần sấm Thor, không phải Loki mà là em trai ngoài đời thật luôn. Còn đối với những người hâm mộ mà vẫn cố để xem nốt phần 2 chỉ vì có Henry Cavill như tôi, thì đây quả là một nước đi sai lầm của Netflix. Những phần sau mà không có Henry ấy, thì sớm muộn gì thì người hâm mộ cũng sẽ quay lưng với series này mà thôi. Mà cũng chẳng cần phải đợi đến những phần tiếp theo đâu. Tôi nghĩ là sau phần 2 ấy, thì chắc chả ai còn muốn xem cái phim này nữa đâu. Vì ngoài kịch bản bị bóp méo đến 90%, thì bộ phim vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn tới. Diễn xuất của dàn diễn viên là một điều nhìn thấy là rõ nhất. Ai xem rồi thì có thể thấy ngay, Henry Cavill dường như gánh diễn xuất của hai nữ chính qua cả hai mùa vừa rồi. Và trong trường hợp của Liam Hemsworth, đảm nhận vai Geralt xứ Rivia thì đúng như kế hoạch thì rất có thể. À không, chắc kèo luôn là The Witcher sẽ là cái tên tiếp theo lọt vào danh sách những series bị bỏ dở của Netflix. Vì theo những gì mà em trai thần sấm thể hiện trong những bộ phim trước đây, thì Liam có một tài năng diễn xuất theo như tôi thấy là không được ok cho lắm. Nét diễn thì một màu, lại còn hơi đơ, không được như ông anh. Và cho dù thế nào thì cũng thật đáng tiếc cho một series tiềm năng như The Witcher có rất nhiều tài nguyên để có thể khai thác nhưng lại bị rơi vào tay của những người không phải fan hâm mộ đích thực. Gác lại những chuyện lùm xùm xoay quanh ông lớn Netflix, chúng ta hãy cùng chào đón một trong những bom tấn được mong chờ nhất dịp cuối năm nay, đó chính là Black Panther: Wakanda Forever. Mặc dù đến tận mùng 10 tháng 11 này thì phim mới được chính thức khởi chiếu trên thị trường Việt Nam, nhưng theo như những thông tin mà chúng tôi vừa hóng hớt được thì người hâm mộ sẽ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một phần phim Black Panther lần này vì bộ phim nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các nhà phê bình sau buổi công chiếu sớm. Và điều này cũng đã giúp xóa bỏ mối nghi ngờ về chất lượng của bộ phim sau hàng loạt những dự án bị chê lên chê xuống của Marvel trong năm vừa qua. Cụ thể là trong những bài viết review từ những buổi công chiếu sớm, bộ phim được rất nhiều người đánh giá cao. Nó được coi là một bữa tiệc của cảm xúc, một món quà tri ân tuyệt vời đến cố diễn viên Chadwick Boseman. Hình ảnh và diễn xuất cũng được thể hiện rất xuất sắc. Tuy nhiên, một số fan hâm mộ thì cho rằng bộ phim đang bị đánh giá overrated. Vì chúng ta cũng không nên tin vào những review sớm của nhà Marvel làm gì. Khán giả bây giờ thì cũng khôn ra nhiều rồi, cũng không dễ bị Sidder dắt mũi như ngày xưa nữa. Cứ thử nhìn vào tấm gương của Thor 4 đi thì biết. Quá trời review tích cực trong một buổi công chiếu. Nào là một trong những bộ phim Marvel hay nhất, nào là khán giả ngã ngửa và há hốc sau khi xem xong after credit. Nhưng rồi đến lúc xem xong thì sao ạ? Thất vọng tràn trề, chăm nghe thì không bằng một thấy. Thôi thì chúng ta cứ ra rạp đi, chắc là nó cũng không tệ đến cái mức mà xem xong bực đâu nhờ? Tôi chỉ hy vọng rằng một bộ phim mang ý nghĩa tri ân một ngôi sao đã khuất như thế này thì sẽ bớt đi những yếu tố hài nhảm, mà thay vào đó mong Marvel hãy tập trung vào chất lượng của nội dung. Tôi mong rằng sẽ có những phân cảnh cực kỳ cảm động, một những phân cảnh mà khiến cho khán giả sẽ phải nhớ mãi không quên về một bộ phim chất lượng nhất của Marvel. Tạm gác lại câu chuyện về Black Panther, thì hãy trở về Việt Nam. Trong bối cảnh các hãng phim lớn thi nhau ra mắt phim mới, thì Việt Nam cũng có một siêu phẩm nữa chuẩn bị ra rạp mang tên là Virus Cuồng Loạn. Tôi xin nhấn mạnh là chữ nữa, bởi vì đây là phát súng tiếp theo sau Củ Lao Sắc Sơ mang tên Virus Cuồng Loạn, chuẩn bị ra rạp vào dịp cuối năm nay. Bộ phim đến từ một vị đạo diễn trẻ tuổi có tên là Nhất Duy, một cái tên vô cùng lạ lẫm với làng phim Việt, cùng một dàn diễn viên cũng lạ lẫm không kém, và một quả kịch bản còn lạ lẫm hơn nữa. Có thể đạo diễn có chất liệu làm phim khá mới lạ, phim zombie về đề tài an toàn thực phẩm, đạo đức kinh doanh đáng lên án của những con người vì lợi nhuận mà bỏ qua sức khỏe cộng đồng. Đề tài nghe rất thời sự, nghe giống cái kịch bản điểm tin này hơn là một bộ phim chiếu rạp. Được biết, phim có độ dài lên tới 75 phút, vô cùng khiêm tốn. Một bộ phim có đủ những nhân tố tạo nên
một quả bom xịt. Nhưng biết đâu được, bộ phim sẽ là một điểm sáng cho phòng vé Việt nhân dịp cuối năm. Và từ lúc phim chưa ra mắt, tôi đã bị ấn tượng bởi trailer của phim. Ngoài tạo hình mới lạ của mấy con zombie, thì những thứ đập vào mắt tôi chính là cái phông chữ bị lỗi. Chắc hẳn là đạo diễn về có một ẩn ý sâu xa nào đó, chứ con người không thể nào làm như này được. Cũng có thể đó là một chi tiết được cài cắm ngẫu nhiên trong phim, mà chỉ khi ra rạp xem phim thì chúng ta mới có thể lý giải được. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì vào hồi 3 giờ chiều ngày 7 tháng 11 thì kể từ lúc công chiếu, bộ phim đã cán mốc doanh thu kỷ lục là 90 triệu đồng. Thấp. Thấp một cách kinh khủng. Vâng, là một con số cực kỳ khiêm tốn, đặc biệt là khi bạn đem ra so sánh với kinh phí làm phim lên tới 80 tỷ đồng. Nhưng không sao, 30 vẫn chưa phải là Tết. Đây mới chỉ là con số của những ngày đầu, chúng tôi sẽ còn cập nhật thông tin trong những tin tức tiếp theo. Và mong rằng những tín hiệu tốt đẹp sẽ sớm đến với đoàn làm phim của Virus Cuồng Loạn, để cả đoàn có thể đón một cái Tết thật là đầm ấm bên gia đình. Chúc tất cả mọi người sớm hồi vốn. Và đó cũng chính là toàn bộ những tin tức sẽ có trong phần đứng hình điện ảnh số thứ 2 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào những số tiếp theo sẽ được lên sóng vào một ngày nào đó. Một lần nữa, tôi là Nanh Xá, kính chào các bạn.